đồng thời sớm hơn hấp thu xạ trong phong ấn năng lượng, cũng có thể mau hơn xa lại để cho thực lực của người tăng lên chín, để cho người tốt hơn xa khống chế năng lực cường đại, người tiến hóa cũng sẽ mau hơn một chút. Ta biết rồi, Đường Phố Lân lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, chờ ta hồn hạch lúc này ngừng tụ sau khi đó hoàn thành rồi, ta sẽ bắt đầu trùng kích ra tầng thứ 10 phong ấn đi, Đường Phố Lân kiên định nói. Lão Đường dùng sức gật đầu rồi nói, đúng là như vậy. Đường Phố Lân ở trên mặt lúc này toát ra một tia vẻ cân nhắc, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp gáp. Vài chục năm chính mình liền chỉ có mười mấy năm, mà ở bên trên vai của chính mình còn kiên nhục ra muốn phục hưng ra cả sử lấy các học viện cánh nắng. Vô luận như thế nào cũng không thể nào lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Lão Đường lại nói, mới vừa nói những thứ này là người tương lai phải đối mặt nguy hiểm. Người đang ở đấy phương diện tu luyện này có vấn đề gì đó không? Tu vi của người tăng trưởng cũng làm cho trí nhớ của ta khôi phục lại nhiều một chút, có thể chỉ điểm cho người. Đường Phố Lân lại nói, bây giờ đối mặt với so sánh vấn đề lớn, chính là trước ta tu luyện kim long kiểu thức truyền thừa của đại sư tổ, mà sư tổ lão nhân gia tại sử lai khắc học viện lại là bị tạc ở trong trận chiến dịch đã qua đời rồi. Kim long kiểu thức đằng sau bà thương cũng lĩnh vực giá có liên quan năng lực, ta không có học được, ta hiện tại còn đã có long hạch, cảm giác đã có thể tu luyện ra bọn họ, còn có chính là theo thực lực tăng lên trên, tác dụng của kim long kiểu thức này cùng với hoàng kim long thương càng lúc càng lớn, nhưng ta chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình cùng với tốc độ để sử dụng nó. Đường môn cũng không có gì đặc biệt tốt nghiệp ra thương pháp, cái này có một chút đáng tiếc. Lão Đường nghe xong lời nói của hắn về sau mỉm cười rồi nói, này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Về kim long kiểu thức, trên thực lực trước mặt của ngươi học được 6 thức đã đủ rồi, đằng sau cũng lĩnh ngộ ra lĩnh vực sẽ liên quan với năng lực, vốn cũng không phải là có thể học mà là muốn lĩnh ngộ đấy. Này cũng hắn là lúc trước bị xích vào lòng đấu la kia không có trực tiếp truyền thụ ra nguyên nhân của ngươi một trong. Đã đến lĩnh vực cái tầng thứ này, ngươi nhất định là phải sáng tạo ra chỉ thuộc về năng lực của ngươi, mà không phải là đơn thuần học tập. Chỉ có sáng tạo mới là rất thích hợp với ngươi. Mới vừa tại ta gọi ra ngươi trước khi đi tới, ngươi không là muốn đã rất thông suốt hay sao? Huyết mạch chi lực lượng cùng với vũ hồn kết hợp, đó cũng là ngươi tương lai tất nhiên là phải đối mặt với con đường. Đường Phố Lân nhãn tình sáng lên trên, trong mơ hồ là như trước có lẽ đã bắt được ra một ít gì đó, có lẽ này cơ hội cũng là sẽ chính mình hình thành hồn hạch khi đó. Về phần thương pháp, Lão Đường mỉm cười rồi nói, cái này ta sớm có chuẩn bị, bộ thương pháp này là một vị thần đế sáng chế vừa vặn thích hợp với người. Thần đế sáng chế thương pháp, Đường Phố Lân ở trong đôi mắt hào quang tỏa sáng. Đúng vậy, cần người kiên nhẫn ra đi cân nhắc, khắc khổ tu luyện, ta ngày hôm nay chuyển cho người thứ nhất này, thiên phu sở trí. Vừa nói, Lão Đường tay phải vùng lên trên, trong tay lập tức nhiều hơn một đạ kim sắc quang ánh, cùng với hoàng kim long thương của Đường Phố Lân giống như đúc. Trường thương trong tay chỉ trước, một đạo quang mang như thiểm điện bạo phát, ngàn vạn đạo kiếm mang ở trên không trung lở rộ ra. Đường Phố Lân ở trong chốc lát chỉ cảm thấy vô số dung ý đâm xuyên qua thân thể của chính mình, đã liền linh hồn đều là tại xung kích kia, trung uy rách nát xa. Ngay tại hắn ở thống khổ thường lớn ra thời điểm này, xung ý lại đột nhiên thù liễm. Hắn chỉ thấy một thanh to lớn trường thương màu vàng óng ở trước mặt của chính mình chật lóe, vạn thiên kim quang hoàn toàn rủ thúc ra ở đấy một đạo quang mang phía trên. Trời xanh dường như đều có trong nháy mắt này bị quán xuyến. Thương pháp đây mới gọi là thương pháp. Không biết bao lâu trôi qua, làm cho Đường Phố Lân từ trong suy tưởng này lúc thanh tỉnh trở lại, phát hiện ra rằng toàn thân của chính mình quần áo đều ướt đẫm, nhưng hắn vẫn là có gan thoải mái đầm đìa cảm giác. Lão Đường lần nữa rơi vào trong ngủ say, cụ thể là lúc nào tỉnh lái, hắn chỉ nói là làm cho Đường Phố Lân có thể đem thiên thù sở trí này, một thức này thương pháp chính thức sau khi luyện thánh, hắn liền tỉnh lại. Lúc này ở Đường Phố Lân ở trong đầu, tràn đầy tất cả đều là súng ý. Hắn lần thứ nhất cảm giác được súng ý vậy mà có thể như vậy dùng. Súng chính là Bách Bì Chi Phương, đây là Lão Đường nói cho hắn biết. Tường muốn rằng luyện tập giả thường pháp này, muốn đi ra thuộc về chính mình vương giả chi lỗ. Ngay tại đám chìm ở trong súng ý bên trong, Đường Phố Lân vượt qua suốt qua một ngày, cho đến ngày thứ hai, chuông bá vang lên trên đã đến cờ giáp chiến so với tài thời gian, hắn mới là bị giật mình tỉnh lại. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, đã có long hạch, một ngày một đêm không có ăn gì cả, hắn cũng không có cảm giác được đói khát. Tiến vào trong tinh đấu thương, liên tiếp là chiến võng, hà quang lóe lên trên, một lần nữa xuất hiện ra tại tây bộ thi đấu khu vực thể dục tràng. Nhưng mà lúc này Đường Phố Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ người đầu óc đều là một mọc xa, loại trừ là súng ý ra, không có những thứ gì khác. Đi vào trong thể dục tràng bên kia, cờ sắp chiến khu. Trận đấu đã đến giờ, mời lựa chọn cờ giáp chủng loại cận chiến hay viễn chính.
Cận chiến, Đường Vô Lân theo bản năng lúc nãy liền tuyển ra, lựa chọn hoàn tất về sau mới ý thức được tới lựa chọn sai rồi. Mời lựa chọn chiến đấu cơ giáp lực dụng sử dụng vũ khí. Giọng điệu điện tử vang lên lần nữa, đằng sau thì là xuất hiện ra một loạt vũ khí có thể tuyển hạng ra, có mười mấy loại, đao thường kiếm kích ra phổ việt cấu xóa, roi sản trùy chảo trẻ ra lễ đường xa băng. Thập bát loại binh khí này, một thứ đều đủ, rõ ràng cùng với lúc trước bọn hắn khảo nghiệm thời điểm này không giống nhau. Đã đến trận đấu giai đoạn, vũ khí dĩ nhiên có thể tuyển chọn hay sao? Đường Vô Lân rất là kinh hỉ, cơ hồ là không chút lựa chọn nào, liền lựa chọn thường pháp. Hắn chính đắm chìm vào trong súng ý ở bên trong, tuy nói chiến đấu cờ giáp cùng với thực tế sử dụng ra không giống với, nhưng chân chính cờ giáp điều khiển chính là muốn đem cờ giáp trở thành chính là thân thể của chính mình. Hào quang lóe lên trên, K12m cận chiến cờ giáp đã xuất hiện ra ở trong sân thi đấu bên trong. Đường Vô Lân cũng ngồi bên trong cờ giáp bộ phận, một thanh dài đến 15m siêu cấp lớn súng hiện ra ở trong cờ giáp ở bên trong, uy thế hiểm hách. Mà ở đối diện hắn, đối thủ của hắn lúc này bất ngờ là một đài viễn trình cờ giáp, hồn đạo pháo, cái này không có thay đổi gì cả. Chẳng lẽ nói là giai đoạn khảo sát, quan vừa lấy cảm thấy cận chiến cờ giáp này quá bị thua thiệt hay sao, cho nên mới tham gia tăng lên nhiều loại lựa chọn vũ khí. Cái này chứng minh có thể cũng là lần thứ nhất lơi này cờ giáp chiến đấu lúc này đã tới, cận chiến đối với viễn trình. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Giọng điện tử trí tuệ nhân tạo luôn luôn đơn giản như vậy trực tiếp. Uinh, uinh, đối diện với viễn trình cờ giáp trước tiên, liền hướng về phía của Đường Vũ Lân phát xạ công kích, giơ tay liền ra ba ngăn nước. Ba viên hồn đạo pháo đài này thành phẩm ra hình chữ, thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm tới đây. Đường Vũ Lân không chế được cờ giáp cầm chặt ở trong trường thương, ở trong chốc lát, trước mắt quán lúc này dường như là hiện ra vô số tận súng ý. Cờ giáp trường thương này ở trong tay run lên trên, như thiểm điện ba thương đâm ra, tại suất xảy ra tai nạn thời điểm đó, điểm phát nổ ra ba mai hồn đạo pháo đài, mà cờ giáp bản thân nhớ trước tại nguyên chỗ này cũng chưa hề đụng tới. Đây không phải thiên phú sở chỉ ra một ít ý thức phương pháp, mà là Đường Vũ Lân chính mình đối với cờ giáp khống chế, hay là hắn nguyên lai thuần túy ra tốc độ của mỗi lực lượng kết hợp. Nhưng xuất hiện ra ở súng thời điểm này, cảm giác lại bắt đầu trở nên không giống nhau. Bách bi chỉ vướng, vương giả chỉ lỗ. Uinh, 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 lại là 5 tiếng pháo đánh tới. Trường thương 5 lần điểm ra, hóa giải công kích của đối phương. Nhưng mà cơ giáp của Đường Vũ Lân như trước lại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cảm giác đã đến, thật là tại trong thực chiến, mặc dù chỉ đơn giản nhất ra đâm ra một trường thương, nhưng mà trường thương này mỗi một lần đâm ra, Đường Vô Lân dường như đều cảm giác được cái kia súng bự ý, cũng là bự như thế nào quy tắc chỉ ra một cái con đường vương xạ một dạng thương mang ở trong ánh lấp lánh, vầng sáng lưu chuyển trong không khí quảng quấn. Đối diện với viễn trình cờ giáp cũng rất là kỳ xí. Nói như vậy, cận chiến đối với viễn trình đều ngay đầu tiên thử nghiệm ra rút ngắn ra khoảng cách, mà viễn trình thì là thử nghiệm ra kéo ra khoảng cách. Như Đường Vũ Lân như vậy, không chế ra được cận chiến cờ giáp bất luận ra, đứng nguyên tại chỗ không ngừng thừa nhận viễn trình công kích tình huống, ở trong trận thi đấu này căn bản là không có thể xuất hiện. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, Đường Vũ Lân chính là làm như vậy rồi. Đối diện với viễn trình cờ giáp như trước không nghĩ ra, chỉ có thể là không ngừng vây quanh cờ giáp của Đường Vũ Lân bên ngoài xoay quanh, không ngừng phát pháo sau anh kích. So đấu năng lực tiêu hao, viễn trình cờ giáp nhất định sẽ không lo lắng, tiếp tục như vậy đánh đi xuống, nhất định là cận chiến cờ giáp trước gánh không được. Cái kia đại lưới lề phá đại pháo cũng là sẽ phải chịu đựng chấn động, sẽ tiêu hao năng lượng đấy. Viễn trình cờ giáp phòng ngự lực lượng không được, tốc độ cũng yếu hơn cận chiến cờ giáp, nhưng mà toàn thân năng lượng dự trữ nhiều trước so với cận chiến cờ giáp hơn rất nhiều. Mức tiêu hao này là viễn trình cờ giáp rất cần muốn nhìn thấy đấy. Lúc này, đối thủ của Đường Vũ Lân chỉ là đang nghĩ, chính mình thế nào lại là gặp một cái hiếm thấy, đây là đi tìm cá chết sao, còn là như thế nào? Có thể cảm giác của Đường Vũ Lân lúc này liên lại không giống nhau. Tại trong cảm giác của hắn lúc này, đối diện không ngừng oanh kích xa tới đạn pháo, hay là lại vì hắn thử súng, mỗi đâm ra một thương, quy tích tại ở trong đầu của hắn không giống như là lạc ấn dấu vết vậy. Chẳng qua một lát sau đó, cũng đã đâm ra 100 phát, mà hơn 100 đạo dấu vết này cũng liền tùy theo lưu lại ở trong ký ức của hắn. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, đâm ra thu hồi rồi lại đâm ra. Bách bình chi vương, vương xả chi lỗ, song phương năng lượng đều đang không ngừng hạ thấp. Cận chiến cờ giáp một mực không né tránh bị viễn trình cờ giáp oanh kích, coi như là dùng vũ khí đón đỡ, tiêu hao cũng là sẽ càng mau hơn rất nhiều. Cờ giáp của Đường Vũ Lân năng lượng sau 10 phút cũng đã tiếp nhận vào nguy hiểm giai đoạn.
Bên trong phòng điều khiển ngọn đèn biến đỏ nhắc nhở lời hắn, nhưng Đường Phú Lân lúc này như cũ là điểm tĩnh khống chế được cơ giáp một lần nữa đâm ra trường thương. Thiên phu sở chi, vạn súng như một, cái này là một thức này của chỗ tinh hoa. Lão Đường nói cho Đường Vũ Lân biết rằng, tưởng muốn luyện thành ra một thức này ít nhất phải ở trong thực chiến ra thương ngàn vạn lần. Trong thực chiến ra thương ngàn vạn lần, đây là một cái hạng gì khổng lồ số lượng. Nhưng Đường Vũ Lân như trước tuyệt đối không nhụt chí, trước mắt chiến đấu chính là tốt nhất luyện tập. Tích, 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 tiếng cảnh báo vang lên, năng lượng chưa đủ 1/10. Đối diện với hỏa lực lượng cùng với biến thành càng phát xa mãnh liệt lên trên, hiển nhiên là cận kẽ giả tính toán hắn ở trong chế thức cơ giáp này có năng lực tổng sản lượng. Cận chiến cơ giáp của Đường Vũ Lân suốt cuồng di chuyển, thân thể của hắn lúc này đột nhiên lao ra, sau lưng tên lửa đầy hào quang tỏa sáng. Tại năng lượng đã đến cuối cùng dưới tình huống này, như trước không chế được cận chiến cơ giáp liền xông ra bên ngoài. Hắn đương nhiên là muốn thắng, thắng mới có thể phía sau trận đấu này một có nhiều người hơn để cho hắn tù luyện. Trong viễn trình cờ giáp sơ khóe miệng toát ra một tia kinh thường, cuối cùng là mới nhớ tới phản công sao, làm sao có thể chú. Đồng dạng mở ra đẩy mạnh trang bị, bỗng nhiên tăng tốc độ, hướng về phía bên cạnh nhanh chóng kéo ra khoảng cách, coi như là cận chiến cờ giáp tốc độ mau hơn ra một chút, nhưng cũng không có nhanh hơn nhiều. Giữ lại tình huống này, tưởng muốn lợi dụng ra một lần bộc phát ra liền đuổi theo hắn, cái kia quả thật là lời nói vô căn cứ. Càng để cho vị viễn trình cờ giáp sư này không hiểu, chính là đối phương cờ giáp trường thượng ở trong tay cũng không có ngừng.